Hello mọi người, thì nay quay cho mọi người coi chơi con đài mình order bên Nhật về cũng khá là hài. Đây, nói chung con đài này AM tới 90 MHz là nên không bắt được đài Việt Nam, nhưng mà nó chơi được đĩa CD, nó nhỏ gọn. Cái con này GWA sản xuất tại Nhật nha. Ô lộn, Made in China nhưng mà đạt theo cái tiêu chuẩn của Nhật Bản. GA nghĩa là Nhật Bản nó order và nó kiểm soát theo cái chất lượng Nhật Bản. GQA là Japanese Quality Assurance đó mọi người, đảm bảo chất lượng Nhật Bản. Con này thì chơi pin được nè, pin pin bự á. Mọi người bỏ pin bự ở đây, mọi người nghe khó nghe điện, còn không muốn nghe điện thì điện 100V. Nói chung cầm cái này bỏ pin vô rồi xách đi nghe đĩa cũng được á, mình thử thử bật đĩa cho mọi người nghe chơi nha. Con này mình sưu tầm thôi chứ không có bán, tại vì cái bảng điều khiển của nó sao á, nó khó sử dụng. Đó, bỏ đĩa vào. Chứ âm thanh cũng ok mọi người ạ. Âm thanh cũng ok không? Đời là vạn ngày sau, đi tìm vui chốn nào. Ta quen nhau bao lâu, nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu, cho lòng không thấy quạnh hiu khi núi rừng buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài, nhưng ngày vui chóng tàn. Ta thương nhau đi thôi, cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến đi về thăm nghe nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm, buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi, đời chỉ là bạn cùng sương gió. Nghe gió đêm từng cơn gió cô đơn, điếc trăng trong đêm nay chiến trình đem thân trai nơi rừng sâu. Cuộc đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu. Rừng là rừng chập trùng, giá lạnh trái chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến xuân về chiều. Rừng chập trùng, giá lạnh trái chiến trường. Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu. Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến xuân về chiều.
anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu, nhưng chờ đâu thấy người anh yêu. Chờ đến xuân về chiều. Ok. Thì câu này nó có chức năng nào là bass boost nè, rồi bass strap, rồi surround, sleep, rồi nói chung tùm lum chức năng rồi, nhưng mà các bạn điều khiển của nó bị sao nên là mình chỉ để sưu tầm chơi thôi. Con này nhìn cũng khá là gọn ghẽ, để lâu mở đĩa nghe chơi thôi. 31 mua cái pin bỏ vào lâu lâu xách đi nghe đĩa chơi, nghe cái đĩa hoài cổ rồi, nghe nó cũng nghe có vẻ cũng hoài cổ ha. 1975 đồ. Ok, cảm ơn mọi người nha.